Hình ảnh đẹp này do người dân cung cấp. Khi đi qua cầu Nhật Tân, một số xe tải lớn đã chủ động đi chậm để che chắn gió mạnh, bảo vệ các xe máy đi làn trong khỏi bị gió thổi bay. Hành động nhỏ nhưng rất ý nghĩa này đã giúp nhiều người dân an toàn vượt qua đoạn cầu trống trải và nguy hiểm. Không chỉ dừng lại ở đó, một số tuyến đường phố bị ngập nước, nhiều xe máy bị đổ, người dân đã nhanh chóng đến trợ giúp. Những bàn tay kịp thời giúp đỡ, những sự hỗ trợ rất đời thường đã lan tỏa một tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Trong lúc thiên tai hoạn nạn, những hành động tuy nhỏ bé nhưng đầy ấm áp như thế này đã lan tỏa niềm tin yêu, giúp mọi người đoàn kết và gắn bó với nhau hơn.